Đình Công Nhân xin kính chào cả nhà. Chào cả nhà, đây mua được những thịt vịt này cả nhà, mình kho gừng chút kho gừng cho cả nhà ăn cơm. Đây mình có thịt bằm mình nấu canh rau má, còn đây đậu bắp mình luộc, mình chấm với thịt, mình có mình dĩa dưa muối nữa chút mình ăn kèm luôn. Bây giờ mời cả nhà vào bếp với mình nha. Cả nhà nhà bếp đây là để em rửa rau phụ anh. Bây giờ mình sắp một cơm thôi. Đây mình rửa rau, rau má này ăn mát. Rau xong mình để đây cho ráo đi. Sắc gừng luôn em. Rồi để tầm tối xong sắc gừng. Có gừng sắc gừng nhiều gừng ăn cái nó ngon. Gừng nhiều ăn ngắm hộn. Đây bằng mà hành tỏi xong rồi, mình lấy cái dĩa đi mà cho anh phi. Gừng. Đó, muốn nói em bỏ cho luôn em. Chảo nóng rồi đó. Bây giờ dầu nóng rồi mình cho hành tỏi vô mình xoáy luôn nha nhà. Thì làm chả thơm. Giờ tỏi thơm với hành thơm rồi nhầm cho thịt vịt vô luôn cả nhà. Xào lên. Thơm quá rồi em ơi, có mùi thơm rồi. Hết mùi rồi. Tranh thủ làm ghét lên ăn, ăn cơm tối rồi đó nha. Đi làm thì bữa nào cũng tối hết trơn á. Chào. Rồi bắt hồi nước lên luộc đậu bắp thôi thôi. Rồi cho vô đây mía nước mèo thôi. Yeah.
Đây đây muối nước mắm cho thơm đó nha. Rồi rồi mình sắp xong rồi đó. À, xong chờ xíu lấy rồi rồi bỏ vô chín chín rồi nha. Làm trộn cái này lên. Giờ vịt nó săn mình cho miếng nước vô cho thấm nữa nha. Rồi cho gừng vô luôn cho nó thấm gừng nó thơm. Rồi nước sôi mình cho đậu bắp vô mình luộc luôn. Chín rồi cho ra dĩa ăn cơm luôn. Quá ngon em ơi, đói bụng quá. Thơm, có gừng lên đến thơm quá. Nước sôi mình bỏ thịt vô rồi nấu canh luôn. Bằm nó ngọt Ừ, nữa. ngon. Mình cho rau vô luôn, mình nêm nếm, mình nhắc xuống ở nhà. Rau này bỏ vô cái nó xèo lại là nhấc xuống Ừ, được rồi. đây là những cái dễ chín, mau chín. Rồi, cho hành nhắc xuống luôn ở nhà. Quên ăn cơm thôi. Đó, cho miếng tiêu lên luôn. Giờ cơm canh cũng chín rồi cả nhà, em mời cả nhà dùng cơm với gia đình nha. Quá đã rồi. Nó chấm luôn rồi.
bắp mình chấm ngon. Về nè hả? Tìm chén nữa. Chén canh vô canh rau má nó mát không à, cho nó không nổi mụn. Ngừng. Vịt mà không gừng, không có gừng kèm vô ăn ngon lắm. Thật nào em nè. Có này ăn dễ ăn, có gì chua kèm kèm ăn nó dễ ăn thơm.
Xong rồi. Thịt cơm gừng này mà kho nước còn kẹo kẹo vậy nè, em muốn ngon. Kho nó kẹo á, chứ không kho mình bóng bóng nó không ngon. Cắt xuống. Thèm quá ăn cũng ăn miếng rồi. Đi làm về được vịt găm gừng ăn ngon quá nha. Thôi thì bữa cơm gia đình mình đến đây là kết thúc rồi nha. Hẹn lại video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bye cả nhà.